khả năng diễn xuất của mình cũng độ nào, như là muốn chinh phục hai danh hài. Rồi, vậy anh chuẩn bị tiếp tục nha. Rồi, bắt đầu. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thách thức danh hài mùa mưa. Vâng, chương trình được tài trợ bởi độc quyền bởi nhãn hiệu Asazo, công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta không thể thiếu một thành phần vô cùng quan trọng, đó chính là tôi. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay. Và tiếp theo tôi xin giới thiệu, đó chính là thành phẩm ban giám hiệu, thành phần ban giám khảo, đó chính là danh hài Trường Giang. Vâng, Trường Giang được anh em trong giới showbiz đặt một tên rất là thân thương, đó chính là ăn mãi không lớn. Vâng, và thành phần tiếp theo đó chính là, chúng ta đến với 5 phút quảng cáo. Vâng, chúng ta đã trở lại với chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu, đó chính là danh hài Trấn Thành. Trấn Thành được mệnh danh là con cưng của ông Trấn Áp và bà Trấn Động. Vâng, xin một tràng pháo tay cho Trấn Thành. Vâng, và không để mất thời gian quý vị nữa, sau đây tôi xin giới thiệu qua về cách luật chơi của chúng ta ngày hôm nay. Luật chơi của chúng ta gồm như sau. Chúng ta có 15 câu hỏi và có 4 mức A, B, C, X, Y, Z. Đó, và tương đương với lại các số tiền thưởng như là 1, 2, 3, 4 cọc tiền đinh được cung cấp bởi ngân hàng địa phủ Hồng Kông. Và chúng ta không mất thời gian nữa và chúng ta hãy cùng đi tìm chiếc nón kỳ diệu. Em còn tiết mục nào không em? Anh ra cái này của em là em nối liền một đoạn dài thì em sợ là hết thời gian thì là em dừng. Còn ngoài ra thì em có một tiết mục nhờ bạn diễn nữa. Ừ, nhưng mà tiết mục vừa rồi em thấy nó vui, nó vui chỗ nào em theo em? Vui là ở chỗ là em cách em giới thiệu ban giám khảo lúc vào, hay là cái lúc mà em giới thiệu ở chỗ cái lúc mà em giới thiệu mà thành phần quan trọng đó, nó chính là bản thân em á. Lúc đấy như kiểu là cái gây sự hài hước ở trong cái người dẫn chương trình, nó chưa đủ bất ngờ. Em muốn mà em làm cái đó mà cho nó ấy thì em phải có cái gì đó bất ngờ. Giới thiệu về bản thân em nhưng mà bản thân em lại có cái gì nữa, đúng không? Ví dụ thành phần thì ai cũng biết rồi, nên là nó không có tạo được bất ngờ, chắc chắn là họ không cười được đâu. Rồi em còn tiết mục nào không em? Tiết mục nào vui thì vui ha, đem cái vui nhất lên. Làm lại. Yeah.